những điều bạn chưa biết về thủy triều thủy triều là một từ hán việt có nghĩa là nước dâng cao hoặc trút xuống thủy là nước triều là cường độ mực nước lên xuống có thể hiểu một cách đơn giản thủy triều là hiện tượng nước biển hoặc nước sông thay đổi lên xuống theo một chu kỳ thời gian dựa vào sự biến chuyển thiên văn sự thay đổi lực hấp dẫn từ mặt trăng và các thiên thể khác như mặt trời tại một điểm bất kỳ trên bề mặt trái đất trong khi đó trái đất quay đã tạo nên hiện tượng nước lên và nước xuống vào khoảng thời gian nhất định trong một ngày Thủy triều được hình thành do lực hấp dẫn thủy triều của mặt trăng và lực ly tâm gây ra. Theo chu kỳ ngày và đêm của trái đất, nó sẽ tự một mình quay quanh nó một vòng. Đồng nghĩa với việc khi ở một điểm nào trên trái đất có một lần hướng về mặt trời sẽ xuất hiện thủy triều. Có hai loại thủy triều là thủy triều và bán nhật triều, mỗi ngày trái đất sẽ có hai lần nước dâng cao và hai lần nước hạ xuống. Mặt trời cũng có khả năng sinh ra lực hấp dẫn thủy triều. Tuy nhiên khả năng chỉ bằng 5 phần 11 lực hấp dẫn của mặt trăng nếu lực hấp dẫn của mặt trăng và mặt trời trùng nhau thì nước thủy triều tăng lên cao hơn